đầu tiên mà Y Lam đã về để quay MV tại Việt Nam mình 22 năm trước tại Đà Lạt và ngay tại trường đại học của Đà Lạt. Hình ảnh vẫn còn kia. Nếu mà quý vị nào mà vào search Google hay là YouTube, quý vị sẽ trông thấy Y Lam với Đà Lạt của 22 năm về trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đường đời nhà chúng đi về.